Kính chào quý vị, cô chú bác, anh chị em và bạn bè. Mọi người xem, đây là món chả lụa làm từ thịt heo. Xem có ngon không nè. Xin mời quý vị theo em vào tham quan bếp nhà em nhé. Em dùng hai muỗng thông thường trong gia đình mà ai cũng sử dụng, đó là muỗng cà phê và muỗng ăn cơm ạ. Nguyên liệu làm chả lụa của em là nửa ký thịt heo, bên trong á, là gồm có 80% là thịt, còn khoảng 20% là mỡ. 35 gram bột bắp, mấy bạn cũng có thể dùng bột năng ha. Và một muỗng cà phê bột nổi, baking powder đó. Và một muỗng rưỡi đường. Và 3 muỗng nước mắm. Em sử dụng nước mắm rất là nhạt nha. Và sau đó thì em sẽ mang thịt đi đông đá khoảng 2 tiếng. Bây giờ bột bắp nè và bột nổi mình trộn chung vô nha. Và mình pha vô đó. Nước, bạn coi nha. Nước phải thật là lạnh nha, thậm chí mình để đá vô luôn rồi nè. Đó. 6 muỗng. 1 mình trộn lên. Và thịt sau khi đông đá khoảng 2 tiếng thì nó sẽ xum xốp như vậy nhé mọi người. Mình có thể bẻ nó ra và bạn có thấy nó có một chút xíu xôm xốp nước đá như vậy đó. Rồi mình xé nó bỏ vào trong máy xay. Mình sẽ đổ luôn nước mắm vào. Khi đổ nước mắm rồi mình bỏ luôn đường vào. Bạn nào muốn ăn mặn nữa thì mình cho thêm muối ha. Rồi. Bây giờ em đóng nắp lại em xay nha. Bây giờ em vừa đóng nắp xong, bây giờ em xay, em để luôn thời gian như vậy nha, để cho mấy mấy em với mấy bạn mà hay hỏi mình thời gian xay á thì mình xay luôn nè. Nhưng mà cái thời gian xay nó còn tùy thuộc vô cái lực công suất máy của mỗi máy nữa các bạn. Máy của mình nó là chỉ có 450W thôi. Các bạn nào mà xem video mà thấy thích video của mình thì xin các bạn vui lòng nhấn like giúp mình nhé. Và nếu được thì các bạn nhấn luôn đăng ký kênh để ủng hộ giùm mình luôn. Mình rất là xin chân thành cảm ơn rất là nhiều các bạn đã xem video và ủng hộ mình.
Mình vừa mới xây được lần một nè, có gì á mình tán mình làm nó hiện ra, tại vì khi xây nó quớt lại nó thành cục á, mình tán nó ra để dễ dễ xây hơn đó. Các bạn mới thấy xây có một chút xíu thôi đó, thời gian để luôn á, không có cắt nữa cho mấy bạn coi luôn. Rồi mình đổ thêm bột vô, đổ từ từ vô. Bây giờ mình đóng nắp lại mình xay nha. Rồi bây giờ mình xay thêm lần hai nè, thêm lần thứ hai nè. Và vừa xay mình vừa đổ cái bột của mình hồi nãy đó, mình đổ vô nha. Đây là mình vừa mới xay lần hai nè. Mình vừa xay mình vừa đổ vào cái bột nó vào. Đó. Mình thấy nó đã dẻo dẻo rồi nè. Đó mình vừa mới làm thì cái bột cái này vẫn dẻo nhưng mà cái thịt đó thì nó chưa có nhuyễn hết. Ừ, các bạn coi thịt nó chưa nhuyễn hết thì bây giờ mình đóng nắp lại mình xay thêm một đợt nữa. Bây giờ mình mở nắp ra mình coi nó được chưa nè. Các bạn coi. Nó dẻo nè. Nó rất là dẻo. Nhưng mà cái thịt của nó thì mình vẫn thấy chưa có gọi là mình sẽ thay thêm một vài giây nữa ha. Giờ đóng nắp lại. Bây giờ mình mở nắp ra. Mình xây lần thứ hình như thứ tư á. Các bạn thấy nó dẻo không?
nó dẻo, nó trắng. Tại mình bỏ bột á, khi mình xay á, bỏ bột với nước vô á, cái thịt khi bây giờ là thành cái giò này nè, giò sống rồi đó, bây giờ thành giò sống rồi đó, à, quết nè. Bây giờ mình là được rồi đó mấy bạn. Bây giờ em thoa dầu vào khuôn để khi mà mình hấp á, cái chả nó không có bị dính vào khuôn, mình lấy ra dễ dàng hơn. Giờ em quết thịt vô khuôn nha. Rồi, chả của mình đã ép vô trong cái khuôn này rồi nè. Giờ cái sửng của mình cũng đã nấu nước sôi rồi, nóng nóng rồi. Bây giờ mình bỏ cái khuôn hấp chả của mình vào, mình đóng nắp lại khoảng 15 phút. Được 15 phút, 16 phút rồi, giờ mình mở nắp ra mình thử cái chả lụa của mình coi chín chưa nè. Em châm vô ở giữa nha. Rồi, chín rồi đó. Nó không có trào nước. Nó không có trào nước thịt ra nữa. Rồi, bây giờ em tắt lửa. Mình tắt lửa nhưng mà mình vẫn để cái chả của mình ở trong nồi để cho đến khi nào nồi nó nguội nguội rồi mình mở ra mình lấy nó ra ha. Đừng có lấy ra liền. Nè, đó, các bạn coi. Cái chả lụa của mình vừa mới làm xong ra nè, đó, ngon không? Chả lụa đó. Bây giờ mình cắt ra và mình thử nha. Đấy, chả lụa của mình xong rồi nè. Giờ mình cắt ra mình thử nha. Các bạn coi chả lụa của mình nè, thấy không, dẻo dẻo luôn nè, các bạn thấy không, nè dẻo nè, không, tại mình không có đeo bao tay nên mình không dám đụng vô đồ ăn mà nó dẻo nè, các bạn coi nè, dẻo nè đó, thấy không, thấy cái miếng chả lụa của mình ngon không đó. Các bạn nào muốn thử làm thì làm theo cái cách làm của mình nha, ngon lắm đó. Vậy là món chả lụa của em đã thành công rồi đó quý vị. À, em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều quý vị, cô chú bác, anh chị em, bạn bè và những bạn bè đang xem video của em. Nếu mà thấy thích video của em thì xin vui lòng các bạn nhấn like và nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của em bằng cách là nhấn vào cái bức hình ở bên tay phải nằm ở phía dưới góc của màn hình để đăng ký kênh ủng hộ em để em có thêm tinh thần để vài bữa nữa mà thời tiết nó ấm xuống thì em sẽ đi quay video về nước Đức cho mọi người cùng du lịch với em cho vui nhé. Và em xin hẹn lại video sau.